Đại Dương. Đại tướng quân đâu? Đại tướng quân, ngài ấy, ngài ấy, ngài ấy thế nào? Ngài ấy say rồi. Cái gì? Ngài ấy đã như vậy 3 ngày nay rồi. Được, các ngươi ở đây đợi ta đi. Nè, Đại Dương, không cần vậy. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống đi. Đại Dương tha tội. Tha tội cái gì? Đừng nói người uống rượu, đôi khi ta cũng ở trong doanh trại lén uống rượu nữa. Thần hồ đồ rồi, Đại Dương tha tội. Nào nào, uống nước đi. Có chừng nóng đó. Đại Dương thứ tội. Có phải là những gì chuyện Lưu Quán mà tức giận không? Không có. Không có, không có, không có. Chỉ cần Lưu Quán tướng quân thuyết phục được Dương Lăng, còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Ê, cứ kệ họ đi. Đám huynh đệ đó của ta có nhiều tật xấu lắm. Đừng nói là ngươi, đôi khi chúng còn làm cho ta tức muốn chết. Còn nữa, sau này gặp phải những chuyện tương tự, đáng phạt cứ phạt, đáng giết cứ giết. Đừng có quên, ngươi là đại tướng quân đúng chưa? Phải. Đại Dương, chuyện này thật sự khiến cho người phải lo lắng rồi. Ta cũng đã kêu Lưu Quán đi thuyết phục Dương Lăng. Ta nói với đệ ấy, nếu mà không hoàn thành được chuyện đó, ta sẽ giết đệ ấy. Không 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 không, không cần phải như vậy. Nếu Dương Lăng không tới thì Hàn Tín vẫn có cách chiếm được Phế Khâu mà. Cái đó ta biết chứ. Nhưng mà nhìn về sau này, chúng ta còn có thêm một chư hầu. Tốt hơn là mất đi một chư hầu. Ư, nghĩ xem, không phải của chúng ta thì hắn sẽ là của người khác thôi. Phải. Nhưng mà trận bí mật tấn công Trần Thương này, rất nhiều người nói do Hàn Tín số may mắn. Cho nên trận Phế Khâu này, tôi nhất định để cho người trong thiên hạ biết rằng Đại Dương không hề nhìn lầm. Ta chắc chắn không có nhìn lầm người ha. Đừng có nghe lời họ nữa ha. Nhưng mà chương hàm đó trí dũng đa bưu, người vẫn nên cẩn thận hành sự. Thần đã có dự tính rồi. Vậy đi, ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Trận này thua tính phần ta, thắng thì tính phần ngươi. Đại Dương, chỉ có một kết quả thôi. Để Hàn Tín chịu. Được, vậy ta không làm phiền ngươi nữa. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Dạ, tôi tiễn Đại Dương. Nè, không cần không cần. Sau này lúc nào thích uống rượu thì cứ việc uống ha. Không không không, tôi không dám. Nè, đâu. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống đi. Nằm xuống. Đại tướng quân, nằm nghỉ ngơi đi. Trận chiến đang chờ đợi ngươi đó. Nào, uống đi. Ta định hỏi ngươi, đại tướng quân, ngươi có cảm nghĩ gì
với Hạng Vũ, với quân Hạng gia. Quân Hạng gia là như thế nào? Còn Hạng Vũ là người thế nào? Đại Dương, Hạng Vũ là anh hùng cái thế, thiên hạ duy chỉ có Đại Dương là đối thủ của Hạng Vũ. Tuy Hạng Vũ hùng bá thiên hạ, lệnh cho các chư hầu xưng thần, nhưng ông ta phạm phải những sai lầm đủ khiến ông ta bị giết rồi. Nói đi. Thứ nhất, chủ động từ bỏ đất đai bạc ngàn và cửa ải quan trọng, lại đi lựa chọn Bành Thành là cái nơi dễ bị tấn công nhất thành đô. Có phải muốn chết không? Thứ hai, đi tới nơi nào cũng rất tàn ác, đối với lão bá tánh độc ác như hổ báo, muốn chết mà. Là khiến lòng dân quay lưng rồi. Thứ ba, đổi tên nghĩa đế kia đi tới vùng đất quan tàn ở Giang Nam, giống như lưu đày phạm nhân vậy. Người dân cố sở không phẫn nộ sao được chứ? Phải nhớ rằng đó chính là sức mạnh năm xưa một lòng ủng hộ ông ta diệt trừ Bảo Tần, càng chết sớm. Vậy nên tuy là Hạng Vũ hùng bá thiên hạ, nhưng nền tảng đã mất lâu rồi, không có nền tảng đâu Đại Dương. Nào, mời. Đại tướng quân à, ta còn muốn nghe thử ngươi có cảm nghĩ gì với quân Hán gia ta chứ? Ngươi cười cái gì? Nói đi chứ. Ta nói cho ngươi biết, đám người này là nông dân, đúng vậy. Nhưng mà khi chúng tôi đi đánh trận, tuyệt đối không chịu thua. Nè, vậy ta hỏi ngươi nha, dây tàu tham của ta, ông ta là người có học, trong nhóm bọn ta là người có được chút tầm nhìn. Vậy ngươi nói đi, ông ta dẫn được bao nhiêu quân hả? Đại Dương, tàu tham đó tôi nghĩ là ông ta thích hợp quản quân kỹ, nếu dẫn quân thì cỡ chừng 15.000. 15.000 cũng khó đó. Cái gì? 15.000 cũng khó đó. Còn Phàn Khoái à, con người này đánh được đấu được, nhưng không thể bàn chuyện chiến lược với ông ấy được, đầu óc không đủ linh hoạt. Còn nếu dẫn quân thì khoảng 2 vạn. Vậy còn Lưu Quán? Chu Bột, Chu Bột chắc được chứ? Vậy ta hỏi ngươi, ta dẫn được bao nhiêu quân? Đại Dương, ngài là Dương, tôi đang nói tướng mà. Ta nói nếu như ta là tướng quân, ta dẫn được bao nhiêu quân? 10 vạn. Đại Dương dẫn được 10 vạn quân. 10 vạn không ít đâu. Ta dẫn được 10 vạn, vậy ngươi dẫn được bao nhiêu? Tôi bao nhiêu cũng được. Ngươi bao nhiêu cũng được? Tôi càng nhiều càng tốt. Vậy làm sao tao quản được ngươi chứ? Ngươi nói cho ta nghe, nói đi. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, tôi đang nói là quân lính, tôi dẫn quân càng nhiều càng tốt, còn người là người dẫn tướng, tướng càng nhiều càng tốt. Đại Dương, Đại Dương, tướng càng nhiều càng tốt. Miệng lưỡi của ngươi đó. Nào, 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 uống đi. Hàng tướng quân, 2 vạn binh mã ngài đưa ra khỏi thành sắp xếp sao rồi? Xin Đại Dương đừng hiểu lầm, tôi làm vậy hoàn toàn bởi vì đề phòng Hạng Vũ tập kích. Điều này thì ta biết chứ, ta biết rõ. Tình hình ngoài thành như thế nào? Thật sự không tốt. Tại sao lại không tốt? Hàng tính cho rằng trong vòng 5 ngày Hạng Vũ sẽ dẫn binh tiến tới Bành Thành. Hạng Vũ tiến tới Bành Thành? Bây giờ quân Hạng Vũ đang ở nước Tề, ở đó đang rối ren, hắn không đi được đâu. Đại Dương đừng bao giờ tin báo cáo như vậy, chúng ta vẫn chưa có thắng lợi. Trái lại tôi nhìn thấy được quân ta ẩn chứa thất bại,
Đại Dương cần phải nhanh chóng rời khỏi Bành Thành và đưa liên quân đi về phía Bắc, triển khai thế trận ở đồng bằng. Tiến có thể nhắm vào Tề Yên, lui, chờ địch mệt ta tấn công, và chỉ có cách này thì mới có được hy vọng cuối cùng thôi. Ngài lo lắng quá rồi đó. Bành Việt đã đưa quân đi trốn rồi. Bành Việt, chính ta lệnh cho hắn đi đó. Không lẽ Đại Dương không nhìn thấy lần này Bành Việt gấp gáp bỏ trốn, đây chính là một tín hiệu vô cùng rõ ràng sao? Đại Dương, Hàn Vũ không bài Hồng Môn Yến một lần nữa đó chứ? Nè, nè, Hàn tướng quân, chẳng lẽ trong mắt của tướng quân không có ta sao? Tại sao không chào hỏi một tiếng rồi mới đi hả? Hả? Hàn tướng quân, ngài cùng ta đi uống rượu được không? Thế chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, bỗng nhiên ta hiểu ra. Tướng quân đã chịu thiệt thòi rồi. Thiệt thòi chỉ là chuyện nhỏ, tại sao ngài lại không ngăn cản Đại Dương? Tướng quân, thánh nhân cũng có khuyết điểm mà. Huống hồ gì, Đại Dương không phải là thánh nhân. Đại Dương chỉ có thể giống như bây giờ thôi. Nếu như truy tìm nguồn gốc cho ra lẽ, có lẽ tướng quân cũng sẽ thông cảm cho Đại Dương. Nếu Hàn Vũ đưa binh tấn công thì thông cảm không thể chống đỡ được đâu. Tình hình như hiện tại khiến ta cảm thấy không yên tâm. Nhưng có một số chuyện phải chờ thời gian thay đổi đó, không làm khác được. Cho nên ta kiên nhẫn đợi. Vì bây giờ dù có khuyên cũng vô dụng thôi. Được rồi, vậy thì cùng nhau chờ đợi đi. Không, tình hình như lúc này rất cần có Hàn tướng quân. Ta có thể làm gì? Ta có thể làm gì? Ta khẩn xin tướng quân trở về doanh trại ở thành Tây, lấy quyền quản lý 2 vạn quân mã trong tay ngài, chính là toàn bộ gia tài của quân Hán. Ngài nhất định phải quyết chiến với Hạng Vũ cho tới cùng. Đáng ra không phải do ta nói, nhưng mà ngay trong lúc này, hãy vì Đại Dương, vì quân Hán của chúng ta, tại hạ xin nhờ tướng quân việc này. Có chuyện gì? Đại tướng quân, Hạng Vũ tấn công từ phía đông tiến tới Bành Thành, bây giờ hắn đã khống chế được toàn thành rồi. Nhanh vậy sao? Chu Bộ không biết. Ngoài ra, quân của Phạm Tăng cũng khởi binh từ Tiêu Trấn, vẫn chưa rơi vào vòng dây quân ta mai phục ở phía nam, đã tấn công trực diện vào Bành Thành. Tiêu Trấn, từ Tiêu Trấn tới Bành Thành lộ trình rất dài, không thể nào đột ngột chuyển hướng được. Phạm Tăng nhất định biết Hạng Vũ sẽ tấn công từ phía đông. Vậy có khi nào chúng thỏa thuận trước không? Bọn chúng đã không gặp nhau nhiều tháng rồi. Quân Sở đánh cược rồi. Dù sao đi nữa, giờ quân chư hầu đều đang tháo chạy. Xin đại tướng quân hãy quay về Bành Thành cứu Đại Dương. Đại tướng quân, ngài do dự điều gì? Hán Dương đang gặp nguy hiểm đó. Truyền lệnh của ta, phòng thủ tứ phía, lệnh cho Tào Tham phải rút quân từ phía bắc trở về Lạc Dương để ngăn quân Sở ở nước Tề tấn công vào phía tây. Dạ. Chúng ta không cứu Bành Thành sao? Mau truyền lệnh đi. Như vậy Hán Dương sẽ gặp nguy hiểm. Tình hình vẫn chưa rõ, chúng ta xông thẳng về phía đông sẽ bị đánh từ sau và bên sườn. Muốn đi chết sao? Nhưng cũng không thể ở đây được. Quân đội 6 nước tràn vào như thủy triều sắp ập tới đây,
Nếu tổ chức lại, chắc chắn chúng khó tránh khỏi xuất hiện lỗ hổng trong phòng thủ. Lập khiên phòng thủ không cho bọn chúng vào doanh trại. Nếu chúng dám xông vào, giết hết. Dạ. Binh sĩ không được đánh trận khi chưa có lệnh ai vi phạm. Giết! Tuân lệnh. Chúa công, tạm thời không còn quân truy đuổi. Thần đã phái đội quân mã đi ở phía sau. Nếu phát hiện kẻ địch, sẽ quả tốc thông báo. Thế, bại trận đáng xấu hổ, chạy cũng đáng xấu hổ. Tóm lại, xấu hổ không chịu được. Ta thấy lần này phải trách Hàn Tín. Đại Dương đã giao lại toàn bộ đại quân cho hắn rồi. Thần nghĩ đại tướng quân đó thật sự thần dũng phi thường. Nhưng mà hắn, ngay cả quân Sở hắn cũng không cản được. Hừ, nếu đổi lại ta là đại tướng quân, ít nhất cũng có thể chống cự được nửa canh giờ. Được rồi, chuyện không liên quan tới Hàn Tín. Hắn đã nhắc nhở ta, nhưng mà ta không nghe theo. Ta không nên coi thường Hàn Vũ như vậy. Ý của người là không nên trách hắn à? Nhưng mà sự thật là hắn đã không ngăn chặn được quân Sở. Ta đã nói không trách hắn. Thất bại này đều là lỗi của ta, không liên quan gì tới hắn hết. Chúa công, người đang thiên vị Hàn Tín rồi. Đúng vậy. Được rồi, sau này không ai được nhắc tới chuyện này nữa. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Đại tướng quân, chúa công vẫn ở trong thành. Ngài hãy hạ lệnh đi, chúng tôi đưa binh đi ứng cứu. Quân Sở dũng mãnh như vậy, nếu còn chần chừ, e rằng Đại Dương sẽ mất mạng. Vào lúc này thì tàu tướng quân ngài nên ở đâu hả? Chúa tướng quân không nói với ngài sao? Đại tướng quân, không cần ngài phải đích thân đi. Chỉ cần ngài phái một đội quân cho tôi nhất định sẽ cứu được chúa công về. Chặt một chút. Một quân sĩ cũng không được đi. Đại tướng quân, ngài có thể không cứu chúa công, nhưng mà chúng tôi nhất định phải cứu. Cho dù ngài từ chối cấp quân sĩ cho tôi, chúng tôi vẫn phải đi. Đi. Lính đâu? Đứng im. Làm gì vậy? Đại tướng quân, ngài muốn làm gì đây? Nếu như các ngài hành động lỗ mãng thì các huynh đệ sẽ chết. Dù cứu được Hán Dương, nếu như vua không còn quân sĩ phò tá, có còn là vua không? Phải nhờ vào hai vị huynh đệ rồi. Tử Phong, bức thư của huynh quả thực viết rất chân tình thật lòng, nhưng cũng rất khó làm cho hắn tin đây chính là ý của ta. Cảm thấy hắn vẫn sẽ không tới. Có tin của hắn hay không? Vẫn chưa có. Nè, huynh cảm thấy ta tự tay viết thư cho hắn sẽ thế nào? Ngài tự tay viết cho hắn à? Để cho hắn hiểu rõ một điều, đây chính là chủ ý của ta. Ta bảo hắn tới đây cũng không có gì là không được. Vậy huynh thấy trong bức thư này ta nên viết cái gì đây? Gian thể thì không có gì, mấu chốt là thời gian, địa điểm. Kêu hắn tới để làm gì, nhất định phải viết cho rõ ràng. Bảo hắn tới làm gì sao? Bảo hắn tới lãnh binh mã đó, lãnh lương thảo. Nhưng mà những thứ này chúng ta lấy ở đâu ra? Ta có thể nói cho hắn biết, tới cái nồi của ta cũng đưa cho hắn. Địa điểm chính là Quỳnh Dương. Còn thời gian, ta cho hắn trong 7 ngày nhất định phải tới. Điều này quá đơn giản. Mấu chốt là bức thư này là do tự tay Hán Dương viết. Chữ Hàn trong Hàn Tín viết thế nào đây? Chua.
Đại tướng quân, bây giờ Đại Dương đang ở Quỳnh Dương, xin Đại tướng quân quay về. Tại sao Đại tướng quân lại án binh bất động chứ? Cậu xin Đại tướng quân sớm ngày trở về Quỳnh Dương đi. Ta tự có tính toán. Hàng Đại tướng quân, ngài cũng khuyên ta về Quỳnh Dương sao? Đúng vậy. Bành Thành bây giờ có hàng vạn quân sở, xung quanh Bành Thành hỗn loạn, Giang Dương Anh Bố vẫn chưa có động tĩnh gì. Các tướng quân nói xem bây giờ tất cả binh mã nếu quay về thì sẽ có kết cục thế nào đây? Nếu gặp phải ba mặt tấn công sẽ bại. Tướng quân đã hiểu rõ đạo lý này, sao còn khuyên ta về Quỳnh Dương? Đại tướng quân suy nghĩ từ góc độ quân trận thì sẽ nói như vậy, nhưng Hán Dương đang ban lệnh xuống, không thể không tuân. Nếu tướng quân án binh bất động, e rằng mọi người sẽ có đồng tiếu, và đại tướng quân ngài sẽ bị nghi ngờ. Tướng quân thấy ta thế nào? Tôi là tướng dưới trướng của hàng tướng quân đây, đương nhiên nghe theo lời đại tướng quân. Nhưng mà chúng ta là thần tử của Hán Dương, những lời này tôi nhất định phải nói. Các tướng quân có nghe nói rằng tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không nhận chưa? Người khác tôi không quan tâm, nhưng mệnh lệnh của Hán Dương thì nhất định phải tuân theo thôi. Xin đại tướng quân suy xét. Xin đại tướng quân hãy suy xét kỹ. Mời Khoái Triệt tiên sinh. Khải bẩm đại tướng quân, Khoái Triệt tiên sinh say rồi, không biết bây giờ đang ở đâu. Lùi xuống. Dạ. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, thằng Tính tới rồi. Hả? Người đâu? Còn cách thành Nam khoảng 10 dặm. Cuối cùng hắn cũng tới. Để thần đi đón hắn. Để đợi chút. Hạ Hầu Anh, có. Mang theo diện quân của ta, đem hàng tính bao giờ lại cho ta, không kẻ nào có thể tiếp cận. Có. Tử Phong hả? Nào, sao lại không quay ra ngân tiếp? Đại tướng quân, ta đem nhân mã lương thảo tới. Đại Dương đang ở đâu? Đại Dương ở chính điện chờ ngài, mời xuống ngựa theo ta vào thành. Được, xuống ngựa. Đại tướng quân, giao kiếm. Đây là chủ ý của Đại Dương. Tất cả nhân mã đều đợi ở ngoài thành. Giang binh,
Vào thân. Làm gì vậy? Đừng quấn, đừng quấn, đừng quấn, đừng quấn, đừng quấn, đừng quấn, dừng lại đi, thả ta ra, bình tĩnh đi, đừng quấn, hạn tính, đừng quấn, đừng quấn, bình tĩnh đi, đi, thả ta ra, thả ra, bình tĩnh đi, hạn tính, ta hỏi ngươi, trong lúc Bành Thành đang gặp đại nạn, đại dương mấy lần hối thúc ngươi, ngươi hết diện lý do này, theo diện lý do khác, kiên quyết không tới, ngươi muốn mưu phản sao? Đừng quấn à, quân đừng nói đại tướng quân như vậy chứ. Đừng quấn, để gặp được Hán Dương rồi nói đi. Hắn còn một bữa gặp Hán Dương sao? Ngươi tưởng là ngươi nắm giữ trọng binh là có thể uy hiếp Hán Dương à? Ngươi đừng quên là chức đại tướng quân của ngươi là do Hán Dương ban cho đó. Không có Hán Dương, ngươi là cái thá gì? Lưu Quán à, được rồi. Lưu Quán, đại tướng quân cũng có chỗ khó xử. Lúc đó nếu như chúng tôi xuất quân thì chắc chắn trước sau đều là địch. Đủ rồi, đừng nói giúp cho hắn nữa. Hai người cũng vậy nữa. Bành Thành gặp nạn, hắn không tiếc cứu Hán Dương, các người cũng không tiếc cứu Hán Dương. Các người còn là huynh đệ của ở Quyện Bái nữa không? Các người chỉ nhận mỗi đại tướng quân, không nhận Hán Dương nữa. Hai người các ngươi là một đôi khốn kiếp. Nè, được rồi Lưu Quán à, mình nói luôn như vậy. Lưu Quán à, ta nói ngươi đó. Ngươi nói lại lần nữa, ta nói ngươi thì đã sao? Buông ra, buông hắn ra, buông ra. Lưu Quán, ngươi nói lại đi. Lưu Quán, ngươi đó. Lưu Quán, hãy giết tôi. Lưu Quán, dừng tôi. Thưa tướng. Hạ hầu anh, có người đi bẩm báo Hán Dương, nói Hàn Tín đại tướng quân lập tức tới ngay. Dạ. Hàn Tín đại tướng quân, mời đi theo ta. Đi. Đại dương có lệnh, triệu một mình Hàn Tín vào điện. Hàn Tín xin thỉnh tội với đại dương. Thỉnh tội? Ngươi có tội sao? Đại dương tình thế khẩn cấp, ba lần triệu kiến Hàn Tín, Hàn Tín chậm trễ không khởi hành, vì vậy xin thỉnh tội với đại dương. Trong lòng ngươi cũng biết rõ sao? Nói như vậy ngươi cố ý không tới đúng không?
Phải. Tại sao hả? Nói. Từ lúc được Đại Dương thăng chức đại tướng tới nay, Hàn Tín chưa từng chậm trễ. Bành Thành bị dây, Hàn Tín không kịp tới cứu viện Đại Dương. Hàn Tín có tội. Nhưng mà Hàn Tín nghĩ, cho dù là bất cứ lúc nào, chúng ta cũng đều nên bảo toàn binh mã của Đại Dương. Đây là căn cơ của nước nhà chúng ta. Hàn Vũ công phá Bành Thành, Đại Dương có thể dẫn theo tùy tùng thoát thân. Nếu lúc đó Hàn Tín dẫn binh mã tới, ngược lại càng nguy hiểm, không chừng cả quân bị diệt. Được, khoan nói tới Bành Thành, ta hỏi ngươi, thư gửi cho ngươi, ngươi nhận được chưa? Nhận được. Vậy tại sao chậm trễ không tới? Sao vẫn chưa ra? Phải đó sẽ chưa ra nữa. Thì ta không biết hội chuyện ra sao. Không biết sao này. Đại Dương có biết 3 tháng qua Hàn Tín đã làm gì không? Hàn Tín cấm doanh trại ở tại Thư Thủy, thu thập binh mã, cuối cùng cũng có khởi sắc. Phạm Tăng và thần như hổ rình mồi cánh chừng từng động tĩnh của thần ở mọi lúc. Thần biết rõ lúc này trong lòng Đại Dương giống như lửa đốt, nhưng trong lòng thần không lẽ không nôn nóng sao? Thần chỉ sợ việc bị bại lộ rồi ngược lại làm hại Đại Dương thôi. Thần không thể làm như vậy. Kẻ làm tướng không thể làm như vậy. Đại Dương, khi đó chúng ta quân mới nhiều, quân cũ ít, huấn luyện chưa đủ. Nếu vào thời điểm đó Hàn Tín chia cắt đội quân, chắc chắn sẽ giả làm như đội quân đang phòng ngự. Phạm Tăng liền có thể thừa cơ tiến vào. Nhưng bây giờ chúng ta binh mã, huấn luyện đầy đủ, lương thảo dồi dào, thần liền nhanh chóng tới trước mặt của Đại Dương, chính vì muốn gặp được Đại Dương, nói cho Đại Dương biết tâm ý của mình. Nói xong rồi à? Nói xong rồi. Hàn tướng quân, không nên vội vàng rời đi như vậy, đường xa vất vả. Ta thấy Khanh vẫn nên ở lại Quỳnh Dương thêm vài ngày. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn bàn bạc với Khanh. Ngoài ra, mọi người có chuyện gì nghị, Khanh cũng đừng nghe, không cần phải quan tâm họ. Những quân phạt sở, ta không thể ở bên cạnh Khanh được. Khanh cầm lấy thanh kiếm này, có nó rồi cũng giống như ta ở bên cạnh Khanh vậy. Làm cho tốt. Các vị, từ đây giữa Sở và Hán hai bên e là rất khó còn ở vị thế trung lập mà đứng yên được. Hoặc là đó là đồng minh của chúng ta, chúng ta hợp tác kháng Sở cùng hưởng thiên hạ. Hoặc là kẻ thù của chúng ta, cho dù là ai, chúng ta cũng phải lần lượt tiêu diệt từng tên một. Hàn đại tướng quân. Đại Dương, Hàn Tín lo lắng một khi tiêu diệt một tên, ngược lại sẽ khích lệ kẻ khác, thề chết đối kháng.
Ý của Khanh là đang sợ bọn chúng quay ngược lại, hợp sức vào để đối phó với ta sao? Cũng chưa hẳn là không có khả năng đó. Tần Quốc cũng vì đối diện tình thế khốn khó mới phải tới bước diệt vong. Không thể. Trận chiến Bành Thành đã chứng minh được tất cả. Cái gọi là chư hầu liên minh có đáng tin không? Đại Dương có từng nghĩ tới chưa? Khi chúng ta lần lượt tiêu diệt từng chư hầu một, thì Hạng Vũ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn đâu. Một khi bị Hạng Vũ nhìn thấu ý đồ của chúng ta, thì chúng ta sẽ rơi vào cục diện bị động hơn nữa. Vậy cũng phải. Vậy ý của Khanh thế nào? Giữ vững Quỳnh Dương Thành. Giữ vững Quỳnh Dương Thành? Tại sao chứ? Quỳnh Dương Thành phòng bị kiên cố, lương thảo dồi dào. Thần cho rằng dùng nó chống lại Hạng Vũ không phải là chuyện khó. Nhưng bây giờ chuyện khó là làm sao mới có thể dẫn dụ Hạng Vũ qua đây đánh ta. E là chỉ có một cách này thôi. Khanh đang muốn dùng ta để làm con mồi đúng không? Hàng Tín liền có thể yên tâm đi thảo phạt các chư hầu khác. Tại sao Khanh lại không nói thẳng ra chứ? Đúng vậy. Nếu như ta muốn tự thủ Quỳnh Dương Thành, Hạng Vũ sẽ không buông tha cho ta đâu. Hạng Dương, tại hạ cho rằng kế này quá hiểm, chỉ chút sơ suất sẽ mất cả chị lẫn chài đó. Khanh không hiểu rõ Hạng Vũ. Con người Hạng Vũ này, tình thù còn quan trọng hơn cả sinh mạng của hắn nữa. Chỉ cần hắn nghe nói ta đang ở Quỳnh Dương Thành, hắn sẽ lập tức lao tới như là con chó điên vậy. Tới lúc đó thì Hàng đại tướng quân, Khanh cứ yên tâm chắc dạ đi xử lý các chư hầu. Chỉ là lỡ như Quỳnh Dương Thành chẳng may lâm nguy thì không biết là Khanh có cách nào về kịp giải cứu bọn ta không. Hàng Tín thề chết bảo vệ Đại Dương. Vậy thì tốt. Điều này chỉ có thể chứng minh là hắn không thể tới. Để hắn tới thì cũng đã muộn rồi. Ta không thể tin hắn. Sao huynh còn nói thay cho hắn? Ta từng đi theo hắn, ta hiểu hắn. Hắn không tới thì chắc chắn là có nguyên nhân có gì nguyên đó. Có nguyên nhân gì chứ? Có nguyên nhân nào quan trọng hơn an toàn của Đại Dương đâu? Đúng vậy đó. Lần trước ta nên giết hắn mới đúng. Lúc nào huynh cũng nói như vậy, truyền ra ngoài để làm lung lay lòng quân. Các người đang cãi cái gì vậy? Đại Dương, trận chiến chưa bắt đầu mà các người đã từng đánh nhau rồi. Ta tìm các người tới để nghị sự đó. Đại Dương đã gửi 2 bức thư cho Hàn Tín rồi, nhưng không nhận được hồi âm. Hắn đã hứa với người mà, Quỳnh Dương gặp nạn, hắn nhất định tới cứu trợ. Ta biết rồi. Hàn Tín, hắn không tới, hắn nhất định sẽ phải giải thích cho chúng ta. Nghĩ sự trước đi. Đại Dương mấy lần thúc giục chúng ta toàn lực tấn công quân Sở, Lý tướng quân thấy sao? Nếu bắt tôi nói vậy tôi sẽ nói huấn luyện binh sĩ là quan trọng. Còn nữa, một khi phải đi diễn chinh, nếu như không được bổ sung đầy đủ lương thảo, chỉ sợ sẽ bại trận mà thôi. Nếu lương thảo đầy đủ thì sao? Xét về toàn cục thì suy nghĩ của đại tướng quân là chính xác. Ta biết hiện giờ tình thế của Hán Dương cấp bách vô cùng, nhưng cho dù ta có dội tới Quỳnh Dương, thật ra cũng không giúp ích được gì hết. Binh lực không đủ, vậy là lấy trứng chọi đá rồi. Nếu chúng ta không đi, chắc chắn sẽ khiến Hán Dương nảy sinh nghi ngờ, phụ lòng tin của Hán Dương. Nếu nhất định phải đi cứu viện, cũng không phải là không có cách. Chỉ cần chúng ta cho phòng tuyến lui xuống phía nam một chút, thì có thể lập tức nhổ trại. Có điều, liệu đây có phải suy nghĩ của đại tướng quân hay không? Đại tướng quân, có tin báo về quân Sở Hạng Vũ đã công hạ Quỳnh Dương. Hán Dương ra sao rồi? Hán Dương không rõ tung tích.
Tôi nghe nói Hạng Vũ xông vào Bình Dương, truy lùng tung tích Hán Dương. Đại tướng quân, có cần tập hợp quân đội không? Người đâu? Đại tướng quân, khoan đã. Hán Dương, người mong mỏi điều gì nhất ở chúng ta? Chỉnh đốn quân lực, tích trữ lương thảo, chuẩn bị quyết chiến với quân Sở. Ta tin là họ sẽ vượt qua được khó khăn này, hóa nguy thành an. Chúng ta sẽ không đi đâu hết. Nói với Phàn Khoái, án binh bất động, tập luyện như bình thường đi. Được, tôi hiểu rồi. Cho, 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 cho. Đại nhân, Hàng đại tướng quân đúng là có bản lĩnh à, luyện tập đám binh sĩ này như chiến binh thực thụ rồi. À, nè, uống đi, à, uống đi, uống đi. À. Ê, giờ là lúc nào rồi? Hai người còn tâm trạng ngồi để uống rượu với nhau? Các người còn là thủ hạ của Hán Dương không? Còn là huynh đệ của Hán Dương không hả? Còn đại tướng quân kia, sợ là đã bỏ quên Hán Dương rồi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Thành Quỳnh Dương gặp nạn rồi. Hả? À, có chuyện gì vậy? Đại tướng quân, sau khi diệt được Ngụy và Triệu, bây giờ đang chuẩn bị công đánh quân Sở ở Đức Tề. Vậy thì có ai có thể cứu Hán Dương đây? Tào đại nhân, bây giờ phải làm sao? Đại tướng quân phá tan quân Triệu ở phía Tĩnh Hình là tháng 10 năm ngoái, về tới bờ Bắc Hoàng Hà là tháng 11. Tính từ lúc đó cho tới thời điểm bây giờ, cứ đếm thử đi, còn mấy ngày nữa là 8 tháng rồi đó. Cứ án binh bất động vậy là sao chứ? Mấy ngày nay chúng tôi đã đang huấn luyện binh sĩ, chưa dám lơ là ngày nào. Đúng vậy. Hán Dương có biết không? Quân Hán trong thành Quỳnh Dương có biết hay không? Bọn họ mong ngóng đại tướng quân tới cứu họ, như là nắng hạn trong mưa rào vậy đó. Ê, ta nghe có lời đồn rằng đại tướng quân muốn tự mình xưng Dương. Hả? Hả? Ê, không thể nào. Không thể nào đâu. Sao điện hạ lại nói những lời này? Đại tướng quân làm vậy đều vì Hán Dương thôi mà. Không thể nào, không thể nào. Thượng Sơn Dương điện hạ, chuyện này tôi có thể đảm bảo với ngài. Đại tướng quân một lòng trung thành với Hán Dương, quyết không hài lòng. Mong Thượng Sơn Dương điện hạ hãy xem xét kỹ càng. Ta là một giám quân mà, phải giám sát cho kỹ càng mới được. Cho, 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 cho. Sứ giả Hán Dương tới, mau mở cổng đi. Cho, 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 cho. Dừng tay. Chú Công, chú Công. Chú Công, sao người chưa đây? Chú Công. Ê, ê, chú Công. Chú Công. Chú Công, sao người tới đây vậy?
Tào Tháp. Có. Tập trung quân đội, cầm theo ấn tín của đại tướng quân. Ngươi và Vạn Khoái lập tức tập trung quân đội xuất phát đi. Dạ. Ngồi đó đi đại tướng quân. Ngươi thật sự rất biết cách huấn luyện lính mới đó. Đám người này được ngươi huấn luyện thành chiến binh hết rồi. Hả? Trương Nhĩ được phong Triệu Dương, ngươi cũng sẽ là tướng quốc của nước Triệu. Ta dẫn binh đi trước, để lại 2000 cho ngươi. Còn ngươi tiếp tục chiêu mộ người mới. Ta tin là ngươi nhất định sẽ huấn luyện được họ. Không lâu nữa ta sẽ công đánh nước Tề. Nghỉ ngơi đi. Dạ. Đại tướng quân, ta thấy trong quân đội đang điều động binh mã đó. Đại dương đem con ấn đi rồi. Đại dương tới đây sao? Phong ngài làm Triệu Dương, ta là thừa tướng nước Triệu. Chỉ để lại cho chúng ta 2000 nhân mã, không lâu nữa sẽ công đánh nước Tề. 2000 binh mã công đánh nước Tề? Đại tướng quân, Hán Dương điên rồi sao? Nước Tề kia có 70 mấy thành trì đó, mỗi người nhỏ một miếng nước bọt đủ dìm chết chúng ta rồi. Sao ngài còn cười chứ? Đại Dương sai ta chiêu mộ tân binh, huấn luyện tân binh, lệnh cho ta chuẩn bị công đánh nước Tề. Kiếm này chưa đem đi, vậy là ta vẫn còn là đại tướng quân. Phải 2000 binh mã hay là... Truyền lệnh cho 2000 binh mã kia về nhà đi. Thả họ về nhà? Đại tướng quân ngài điên rồi hay sao? Hãy cho họ đầy đủ lộ phí, quy định trong vòng 15 ngày phải quay lại. Nói với họ rằng, nếu một người dẫn theo 50 người về, ta sẽ cho hắn làm đội trưởng. Dẫn 10 người về sẽ được làm thập trưởng. Nếu dẫn 100 người về, ta sẽ cho hắn làm bách hộ trưởng. Hàn Tín không sợ đánh trận, chỉ sợ không có trận để đánh. Vậy là không tốn chút công sức, Lưu Bang đã đoạt lại được quyền chỉ huy đại quân. Câu chuyện này có thể nói là màn biểu diễn đẹp nhất trong cuộc đời của Lưu Bang. Tiếp theo, Lưu Bang lại bắt đầu có đội quân của riêng mình và lại có thể tiếp tục xông trận. Tính lấy được nước Tề nên vui mừng không phải sao? Sao tôi cảm thấy trong lòng này không được vui vậy? Ta vui mừng cái gì? Ly Tự Kỳ chết quá oan uổng.
Ngài là vì chuyện này à? Vì chúng ta lấy được nước tề, ông ấy chết cũng đáng. Liên quan gì tới ta chứ? Hắn tính lấy được nước tề là vì bản thân của hắn, vì mở rộng đất thống lĩnh của hắn. Ngươi tưởng hắn là vì lưu quý ta sao? Tôi đúng là hắn thắng, nhưng còn ta thì sao? Ta phải gánh lấy tiếng xấu đó. Đệ Dương, sao lại nói như vậy? Ba tánh nước tề sao lại còn tin ta hay không? Chiến sự của nước tề thất bại, lưu quý ta cũng bại rồi, ta bại ở đầu trời. Chỉ có một người chiến thắng, đó chính là Hàn Tín. Vì sự an nguy của đất tề, vì thế lực của nhà Hán, tạm thời ta có thể lên làm vương. Ông đi soạn thảo thượng thư đi. Dạ. Khoan đã, nhưng mà trước chữ vương đó, ông cần phải thêm một chữ. Không biết là thêm chữ gì. Dạ. Tề giả vương. Cứ quyết định vậy đi. Vậy? Cứ quyết định vậy đi. Dạ. Khốn kiếp! Nói lại một lần nữa. Người nói mau. Ở đây bị bao vây, ta kêu hắn chi viện tới không tới. Bây giờ còn lên làm tề giả vương hả? Là có ý gì đây? Đạp tay làm gì chứ? Tề giả vương cái gì chứ? Hàn Tín là một đại công thần, ta sẽ cho làm vương thật luôn hả? Hàn đại tướng quân, bình định chư hầu, chinh phục được nước Tề, đã đánh bại Long Thư, theo lý thì ta cũng phải trọng thưởng cho hắn. Tại sao hắn lại chỉ muốn làm tề giả vương chứ? Nếu phong thì phải phong là thật. Ngươi hãy chuyển lời của ta, nói với Hàn Tín hãy cố gắng an ủi ba tánh của nước Tề, huấn luyện binh mã, chờ đợi dụ lệnh của ta. Phong Hàn Tín là Tề Dương, nhanh chóng sắc phong. Tạ đại vương, tạ đại vương. Tử Phong à, có phải là lúc nãy ta hơi mất kiểm soát không? Đúng là Hán Dương hơi mất kiểm soát, nhưng mà tùy cơ ứng biến, khả năng che đậy rất tốt. Nhưng mà trong lòng ta rất là giận. Tin Hàn Tín đó, công lao của hắn nhỏ lắm sao? Đánh Chương Hàm, lấy được nước Tề, theo lý hắn sẽ được ban thưởng nhiều hơn. Đừng nói là Tề giả vương, chức quan lớn hơn ta cũng sẽ cho hắn. Quỳnh nói xem hắn như vậy có quá đáng hay không? Tử Phong à, Quỳnh nói đi. Đúng là có hơi quá đáng. Nhưng mà hắn lại lấy chuyện này ra để thăm dò ta. Có cần phải như vậy không? Nói xem, hắn lấy chức danh tề giả vương để thăm dò ta cũng tạm cho qua, nhưng lại đưa chuyện này ra trong thời điểm quan trọng quyết định nhất. Hắn muốn một danh hiệu, đây không phải là uy hiếp chứ là cái gì? Hắn có ý gì đây? Nếu ta không phong cho, hắn sẽ không tới sao? Vậy bây giờ ý của Hán Dương như thế nào? Phong, hắn muốn sắc phong gì ta cũng sắc phong hết. Ta muốn làm cho hắn vui vẻ, tâm trạng thoải mái. Đừng có quên, bên đó có người đang nhớ tới hắn đó. Tướng quân, Trương Lương với tư cách đặc sứ của Hán Dương ban ấn cho Tề Dương, hiện đã sắp tới thành Dương rồi.
Xem ra Hán Dương vẫn tin tưởng ta. Cũng may ta không nghe lời của Võ Thiệp và Quái Triệt có suy nghĩ sai lầm. Nếu không sai lầm trầm trọng rồi. Truyền lệnh, nghênh tiếp Trương Lương chu đáo, chuẩn bị lễ phong dương. Rõ. Còn nữa tướng quân, Khoái Triệt điên rồi. Cho người chăm sóc cho mấy. Dạ. Trở mặt như trở tay khiến thiên hạ chê cười. Đại tướng quân, xin người lấy đại cuộc làm trọng, hỏa tốc xuất binh hợp với Hạng Vũ. Lần này không đi, an nguy của Hán Dương sẽ nguy hiểm đó. Đúng vậy, nếu không xuất binh thì sẽ không kịp đâu. Hán mã tới báo là Bành Việt đã khởi binh rồi. Bành Việt xuất binh rồi sao? Đúng vậy, hắn đã xuất binh rồi. Ồ, quân của Hạng Vũ hiện đang đóng ở đâu? Vừa mới rời khỏi Hoàng Vũ, đang tiến về phía đông nam. Có thể đã tới gần khu vực Bành Thành rồi. Với tốc độ của Hạng Vũ, có thể hắn đã tới gần Cố Lăng thì bị Hán Dương đuổi kịp. Chỗ đó hiểm trở khó thủ, bọn chúng sẽ triển khai một trận ác liệt. Đánh, Hạng Vũ sẽ khó thắng được. Lui, thì hắn sẽ không cam tâm. Tiếp tục cố chấp sẽ rơi vào thế bế tắc. Tới lúc đó chúng ta xuất binh, Hán Dương tất thắng. Để bao nhiêu người ngựa? Tất nhiên là toàn bộ 15 vạn người ngựa. Khi nào xuất binh? Trận này liên quan tới sống chết của Hán Dương. Chúng ta nhất định phải chờ tới thời cơ thích hợp, xuất binh thì mới thắng được. Nào, đừng lỡ thời cơ. Đừng lỡ thời cơ. Nhìn thấy quân sở hợp lực tại Tuy Khê, cờ hiệu đổi hết lại thành cờ Đại Hán. Bắt đầu từ hôm nay, không được gọi ta là Tề Dương, gọi ta là Hàn Tín Đại Tướng Quân. 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 Hàn Tín. Tiêu đại nhân, bảo trọng. Ngươi cũng to gan lắm. Hàn Tín tham kiến Dương Hậu. Dám mưu phản cùng Trần Hy, ngươi đã biết tội chưa? Hàn Tín hành sự lỗi lạc, làm gì có chuyện mưu phản. Thật sự trong mắt của ngươi không còn ai nữa. Chết đến nơi rồi còn không nhận tội. Ngươi cười cái gì chứ? Tôi không có cười. Hoàng đế muốn giết tôi, có thể tìm ra một cái cớ nào đó. Ngươi đã nghĩ định giết tôi như thế nào chưa? Ta biết ban đầu hoàng đế đã có lời hứa đối với ngươi,
dù cho ngươi có phạm phải trọng tội gì, thì trong năm hoàn cảnh không được giết, gặp trời không giết, gặp đất không giết, gặp ánh sáng không giết, gặp đồng không giết, gặp sắt không giết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vi phạm lời hứa của hoàng đế đâu. Ngươi ở trong này thấy được ánh sáng không? Có thể tắt hết nến trong này đi cũng được. Hàn Tín, cả đời ngươi đã quá kiêu căng tự đại rồi. Trong mắt ngươi chẳng coi trọng được mấy người. Ta sẽ để cho một đám nữ nhân ép ngươi tới chết. Người đâu? Dạ. Giết. Dạ. Tiêu đại nhân, ngài tìm tôi có chuyện gì? Hàn Tín chết rồi. Hả? Chính ta đã giúp cho hoàng hậu giết chết hắn. Ngài, mấy huynh đệ của chàng sao rồi? Huynh đệ? Hả? Sao lại về một mình vậy? À, mấy huynh đệ đó, những người mà ta nên phong dương cho họ, ta đã phong dương cho họ hết rồi. Đương nhiên, kẻ nào đến giết ta cũng giết, nên nhốt cũng nhốt rồi.